trình ngày thơ ấu Chương 11 Bài học đầu tiên trong cuộc hành trình Chuyến tàu dẫn chúng tôi vào cuộc phiêu lưu là một chuyến tàu chợ Tàu chợ là tàu chạy chậm Đỗ ở tất cả các ga xếp để đón khách Khách đi tàu thường là dân miền xuôi lên miền núi mua khoai Sắn ngô phòng ngay giáp hạt Dân buôn mang khô Mộc nhĩ nấm hương, gạo nếp, Cù nâu từ miền núi về. Và cá mắm, cá khô, tôm tép ướp muối, các loại kim chỉ màu phẩm nhuộm. Tóm lại là trăm thứ đồ vật vãnh ở dưới xuôi lên. Hàng hóa của họ đặt chồng lên nhau, chật như nêm cối. Lần đầu tiên đi tàu, tôi không khỏi choáng váng vì sự đông đúc, nhộn nhạo và tiếng trò chuyện, cãi cọ ồn ào. Vì cả mùi trầu thuốc, mùi mồ hôi chua khẳng và mùi khai từ buồng vệ sinh đầu toa theo gió tạt xuống. Nhưng dẫu sao, đấy cũng là những giây phút đầu tiên chúng tôi rời tà áo mẹ, bước vào đời. Tôi và Loan đều hồi hộp khi con tàu thét lên hồi còi dài để dã từ cái ga xép chúng tôi vừa từ đó lên. Những toa tàu dồn nhau lịch kịch, các đầu nối xô lại khiến hành khách ngã rúi rụi một làn khói trắng tuôn lên trời cao, rồi con tàu chuyển bánh lăn về phía trước. Hai đứa tôi ngồi sát vào nhau, mặc dù chúng tôi mua đủ hai vé, một bà buôn gạo to béo vẫn huých chúng tôi vào một xó để đặt bộ mông đồ sộ của bà vào ghế. Chúng mày là trẻ con, ngồi thu vào một chỗ trong kia. Bà ra lệnh, không đợi chúng tôi trả lời, bà bắt đầu mở túi lấy trầu ăn và nói chuyện oang oang với đám bạn buôn chuyến ngồi quanh. Chúng tôi nhìn ra bên ngoài. Những cánh đồng quen thuộc lùi lại phía sau. Những thửa ruộng tôi và Loan từng đi tắt cá dầu về nấu dưa. Dòng mương chúng tôi vẫn cùng nhau lội mò trứng vịt đẻ rơi. Trái đồi tròn, xanh um kia là trái đồi đông na, nơi có ngôi chùa xinh xắn, những trái đào ngọt lịm và những trái đu đủ chín cây, đỏ hươm hươm bà vãi chùa thật hiền từ còn lão già sống với bà là một con quỷ độc ác lão đã nhốt tôi trong căn buồng tối tăm hôi mốc và khiến tôi đói lả suốt ngày đêm dòng mương thẳng tắp có những gợn sóng lăn tăn dọc con đường bờ vùng học sinh trường tôi đã góp sức đào với dân xã chính cái hôm đào mương trời vừa mưa vừa nắng ấy ly đã bị cảm và bố thế cõng nó đưa lên bệnh viện những kỷ niệm lần lượt hiện về khiến tôi xốn sang trong giả loan cũng im lặng hẳn nó cũng đang xúc động như tôi khi con tàu rẽ vào một đoạn đường ngầm xuyên qua núi tôi bỗng muốn khóc nhưng tôi không dám để cho loan hạt mít biết mình yếu mềm như thế tôi ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ và đưa lưỡi liếm những giọt nước mắt mằn mặn đang theo nhau chảy xuống con tàu chui khỏi đoạn đường hầm từ đây nó chạy giữa những trái đồi nối tiếp trái đồi nào cũng tròn và thấp làng mạc bám xung quanh giống như những trái cam màu xanh các bà các cô giúp cháu với cháu tìm mẹ cháu từ sáng tới giờ mà chẳng thấy đâu mẹ ơi mẹ đâu rồi tiếng kêu than của một đứa bé vang lên giữa lúc nhịp chuyển động đều đặn của vòng bánh quay đang làm mọi người ga ga ngủ. Riêng bà lái buôn to béo ngồi cạnh chúng tôi đã ngủ rất say, miệng há hốc, thờ phi phò như bể lò rèn. Mấy bà bạn buôn chuyến với bà cũng gục đầu xuống, ngồi ngủ mê mệt. Chỉ đám hành khách đi tàu bình thường như chúng tôi là quay lại nhìn đứa bé. Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi! Hú 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 hú. Nó cất tiếng than hời, rồi khóc tức tưởi như bị đòn oan. Đó là một đứa bé trai chạc tuổi tôi, gầy gò, đen đủi, Đôi mắt đen, rất sáng, nhưng không nhìn thẳng vào ai. Nó cứ mờ trừng trừng, ngước hàng mi dày lên như nhìn vào nỗi bất hạnh của sự cô đơn, của tai họa mà nó đang phải gánh chịu. Đôi vai gầy, hơi so, tóc dài lợp xuống tận gáy, Thằng bé mặc chiếc áo sơ mi kè sọc đã cũ bẩn và chiếc quần dài tới đầu gối. Những sợi vải tua rua rủ xuống. Khách đi tàu gồm những cán bộ, bộ đội, sinh viên và hai đứa tôi đều tỏ vẻ băn khoăn. Mấy người lớn tuổi sốt sáng hỏi. Nhà cháu ở đâu? Cháu ở Hưng Yên, làng lệ xá. Bố mẹ cháu bỏ nhau rồi mẹ cháu đưa lên lạng sơn tìm cậu từ sáng đến giờ chẳng thấy mẹ cháu đâu nữa mẹ ơi thằng bé kể xong lại khóc lại gọi mẹ bằng cái giọng vô cùng ảo não một chàng trai xoa đầu nó tại sao có hai mẹ con mà lạc nhau được chú trông cháu có đến nỗi khờ khạo đâu thằng bé liếc nhìn anh rất nhanh và đáp cháu ngủ mẹ cháu cũng ngủ Mẹ cháu bảo Sớm mai tới ga mua bánh mì ăn Lúc thức dậy Cháu không thấy mẹ cháu đâu nữa Mẹ ơi Mẹ ở đâu bây giờ Sau mỗi câu trả lời Thằng bé gọi mẹ càng thảm thiết hơn Mấy chị ngồi quanh tôi thì thào Có lẽ Mẹ nó không nuôi nổi Nên bỏ con đi nơi khác Hoặc chị ta theo nhân tình nhân ngãi Nên bỏ con Khỏi vướng thân chăng ăn nói hồ đồ làm gì có tứ đàn bà quạ tha gà mổ thế đến hồ cái cũng còn biết thương con huống chi người thế vì cớ gì mà thằng bé bị bỏ vơ vơ mỗi người một ý xôn xao bàn tán thằng bé vẫn đứng giữa đám đông ngước đôi mắt sầu não lên khuôn mặt lem nhem bụi bẩn và hoen nước mắt một chú bộ đội rút chiếc bánh mì kẹp thịt trong túi ra đưa cho nó chắc từ tối hôm qua tới giờ cháu chưa ăn gì cháu ăn tạm chiếc bánh này bụng cháu thì cũng đủ no đấy cảm ơn chú thằng bé lắc đầu mẹ ơi mẹ ơi nó không ăn uống gì mà đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm một cách vô vọng trong đám hành khách có người khẽ chép miệng nó là con nhà tử tế đấy đói thế mà có thiết ăn đâu nó mài tìm mẹ đến khốn khổ cho số kiếp con người thằng bé không để ý những lời bình phẩm xung quanh nó đưa mắt nhìn tôi vừa như ngạc nhiên vừa như muốn tìm một câu an ủi một niềm cảm thông những kẻ đồng niên bao giờ cũng dễ thân thiết với nhau hơn là với những người khác tuổi tôi nghĩ thế nên gọi bạn có thể đi cùng với chúng tôi tới lạng sơn chúng tôi có đủ thức ăn dọc đường cho cả ba người đấy mấy chị cán bộ hùa vào Phải rồi, cùng tuổi đi với nhau Dễ ăn dễ nói hơn Cháu cứ lại ngồi với hai bạn gái cho vui Tới lạng sơn, các cô dẫn vào đồn công an tìm mẹ Thằng bé im lặng, đưa mắt nhìn chúng tôi Rồi nó lại nhìn bà lái buôn to béo đang há hốc miệng Như con cá ngão mà ngủ Thầy kệ mọi chuyện trên đời Loàn hạt mít sốt sáng chia túi thức ăn Gồm rất nhiều thứ nào bánh dày kẹp trà, bánh giò, xôi nén, bòng nắm ngào mật. Đằng ấy không lo tụi tớ đói đâu. Ôi thức ăn cơ mà. Đứa bé chừng như yên tâm, lặng lặng tới ngồi bên mép ghế đối diện chúng tôi. Loan mời mãi, nó mới chịu ăn miếng xôi nén với trà. Mặt thằng bé buồn thiêu, khiến chúng tôi không dám hỏi thêm một lời nào về tình cảnh thương tâm của mẹ con nó. Xình xịch, xình xịch xình xịch con tàu cứ chạy đều những trái đồi bên ngoài dần dần thưa thớt và cao hơn đã có những khoảng rừng ven chân núi không còn những thôn ấp trung du tròn trịa như những trái cam xanh mà chỉ còn các xóm trại lơ thơ giữa thung lũng hoặc bám chênh vênh lưng chừng đồi ngắm mãi cảnh cũng chán mắt tiếng bánh tàu nghiến trên đường ray tạo nên một âm điệu đều đặn buồn tẻ khiến dần dần mí mắt tôi cũng đờ rơi sập xuống tôi dựa đầu vào ghế mà ngủ trong giấc ngủ gió lẹ làng từ ngoài ô cửa tới vuốt ve làn ra và mái tóc tôi hương thơm của lúa của những vườn cây xa xôi đưa tới tôi mơ thấy mình đang cưỡi trên lưng con ngựa hồng con ngựa xinh đẹp phi nhịp nhàng qua những dãy núi xanh thẳm vùng biên cương rồi nó hí vang lên khi tới trước một đồn biên phòng ở đỉnh ngọn núi cao chót vót, tiếng hí của con ngựa hồng rung truyền khoảng trời im vắng. Bố tôi ở trong chiếc lán nứa phía sau mảnh sân cắm lá cờ bước ra, kêu lên mừng rỡ. "Con bê của bố, con bê của bố lên tới tận đây. Này, các cậu, xem con gái tôi có cừ khôi không?" Nó đã lên tới tận đây mà thăm chúng mình. Có người đập vào vai tôi rất mạnh nhưng không phải là bố tôi mà là bà lái buôn to béo có cặp môi nứt nẻ quết trầu tới ga voi xô rồi đấy chúng mày có xuống không tôi dụi mắt đáp chúng cháu còn đi xa hơn nhiều bà loàn hạt mít cũng vừa tỉnh dậy hẳn nó vừa được một giấc ngon lành say xưa như tôi tiếng cô phát thanh viên trên loa ra già tàu đã tới ga voi xô mời hành khách kiểm tra hành lý, trật tự xuống tàu. Ai đi trước, xuống trước. Ai đi sau, xuống sau. Không nên chen lấn, phòng kẻ gian móc túi. Các bà, các cô lục tục đứng dậy, tìm túi, tìm nải, quang gánh lên vai xuống ga. Tôi thò cổ khỏi cửa sổ để nhìn cái ga đầu tiên, vùng trung du. Chợt loan hốt hoàn kêu lên. Bê ơi, túi quần áo đâu rồi tôi quay vào ngẩng đầu nhìn lên dàn gác hành lý chiếc ba lô đựng toàn bộ áo quần đồ đạc của chúng tôi đã không cánh mà bay thằng bé lạc mẹ ngồi đối diện với chúng tôi cũng biến mất bây giờ không phải là thằng bé đó khóc mà là chính lon hạt mít hu hu mất hết quần áo đồ đạc rồi biết làm thế nào bây giờ hu 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 trong chiếc ba lô đó, tôi xếp đủ áo quần mùa hè lẫn mùa đông của hai đứa. Chiếc phong bì có vẽ đường lên khẩu phai. Tất cả những thứ tôi sắm sửa để đem lên cho bố tôi và các chú bộ đội. Kim chỉ, dầu cụ là, khuy áo, tem thư, kẹo bạc hà ngậm ho, ô mai cam thảo, một cân đường phèn, ba lạng hàn the để quấy bánh đúc. Tôi nghe nói, bộ đội hay thèm ăn mấy thứ quả vặt đó. Cả bộ đông trung liệt quốc Ngoài ra số tiền danh dụm Và pho tượng vũ nữ bằng bạc Của bà ngoại loan cho chao ôi Đối với chúng tôi Đó là một gia tài quá lớn Và chăng khi bắt đầu cuộc hành trình đầy mạo hiểm này Tôi chưa hề nghĩ tới tai họa Xảy ra với mình chua cay thế Tôi cứ tưởng tượng cành gặp hồ ngang đèo Gặp tướng cướp Từ các đám lau rậm sông ra Giống như những chuyện bọn lục lâm Đòi tiền mãi lộ thời trước Ai rẻ Kẻ gieo tai họa chỉ là một thằng nhãi gầy gò loèo khỏeo Loan hạt mít vẫn khóc nức nở Tôi cố gắng để không khóc Tôi cũng khóc Thì còn ra thể thống gì nữa Đằng nào thì tôi cũng vẫn là con chim đầu đàn Là người dẫn đường cho nó Những hành khách xung quanh súm lại hỏi thăm Khi vỡ lẽ Người ta thốt kêu lên Khiếp thật Kẻ cắp bây giờ đóng kịch giỏi hơn tài tử cinema Lúc nãy mình định gọi nó tới cho ăn nữa chứ Trông mặt mũi hiền lành sáng sủa thế Ai ngờ được là con lừa đảo Bà lái buồn to béo ngồi cạnh chúng tôi Biểu dài cặp môi khô nẻ quyết trầu Tại sao các ông bà không gọi tôi dậy Tôi mà dậy thì tôi tống cổ thằng lòi con ra khỏi toa này ngay Chuyến buồn xuôi bán ngược nào tôi chả gặp mặt nó Lúc nó giả vờ lạc mẹ Lúc nó già vờ bị chú dượng đuổi khỏi nhà Lúc nó già vờ bị mất hết áo quần Tiền bạc Nó đi xin từng người tiền về quê Dần buồn chúng tôi nhẵn mặt nó Nên cứ thấy tụi tôi là nó là ngay Các ông các bà là ma mới Nên bị vào trong Phải tay tôi Tôi cứ sách tay lên Vặn ra đằng sau cho tới lòi con mắt ra mới thôi Hết chàng diễn thuyết Bà chồm người ra cửa sổ Nhỏ nước quyết trâu rồi bảo chúng tôi. Từ dày phải cảnh giác các cháu ạ. À. Chúng mày là con nhà lành. Ra đời dễ gặp quân mèo mà gà đông gạ gẫm, lừa gạt lắm. Chớ có tin người mà chết. Tôi ngào ngán nhìn túi thức ăn đặt dưới chân. Ra đi hay quay về. Lấy gì mà tiếp tục cuộc hành trình khi trước mắt là con đường dài răng dặc Không một người thân quen, một nôi tựa đỡ còn quay về thị xã với mẹ tôi Với hoàn cảnh hiện tại Trước những con mắt tò mò thương hại của mọi người Rồi sẽ có những bàn tay xoa đầu tôi và nói Thôi đừng có viền vông Ếch ngồi đáy giếng Coi trời bằng vung là chết đấy Hoặc Cứ ở nhà nuôi gà cho mẹ mày vài năm cũng chẳng sao Chứa vỡ bọng cứt Đừng có đòi bay bỏng Mới nghĩ tới đó Mặt tôi đã nóng gian lên Tôi không thể hèn kém như vậy Hockey đã từng tự kiếm sống bằng nghề bới rác vụn Đánh giày, làm thuê Vậy mà ông trở thành nhà văn lỗi lạc trên thế giới Tại sao tôi không thể làm như vậy Không phải để trở thành một nhà văn Mà chỉ để kiếm đủ tiền Lên chơi với bố tôi Một người lính biên phòng Tôi bảo Loan Đừng khóc nữa Đang ấy có khóc hết nước mắt cũng không ích gì Chúng ta vẫn còn cách sống Tôi nói thầm cho Loan biết rằng chúng tôi vẫn còn 170 đồng. Số tiền, 200 của Loan đưa. Tôi đưa cho mẹ con cao 30 đồng. Còn lại, tôi khâu vào túi con ở lưng quần. Số tiền đó đủ mua cho mỗi đứa một bộ áo quần và chiếc áo bông. Còn lại, chúng tôi sẽ ăn uống re sèn để dành tiền mua vé lên Cao Bằng. Từ Cao Bằng, lên đồn khẩu phai, mọi chuyện sẽ tính sau. Loan nghe xuôi tai, không khóc nữa. Và lại xưa nay Nó vẫn tin tôi Bản tính Nó ít lo nghĩ Tư lự Chỉ lăm phút sau Loan đã dở bánh giò ra ăn Rồi vỗ tay cười toe toét Khi thấy một con sơn dương chạy qua thung lũng ven đường Tôi cũng ăn xong Ngồi tựa vào lưng ghế nghĩ ngợi Dẫu sao Tôi không khỏi lo âu Tôi chưa biết cái gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới và cuộc phiêu lưu của chúng tôi sẽ tới ngả đường nào. Bên ngoài, những dãy núi xanh gì tiếp tục lướt qua, ánh chiều vàng rực trên sườn non đã nhạt, rồi bóng tối bò từ những khoảng rừng đen thẫm tới, ngọn đèn điện đò quạch trong chiếc lưới sắt được bật lên, soi lờ mờ. Hành khách trong toa ăn no, chuyện vãn chán, gà gật gục vào nhau ngủ. Loan tựa đầu vào vai tôi, ngáy khe khẽ. khẽ. Còn tôi, tôi không ngủ được, mắt tôi mở thao láo. Tôi tìm một đốm lửa trong những hình thù quái dị của núi non đang trôi qua khung cửa con tàu. Ngày trước, bà tôi vẫn bảo, ban đêm, gặp lửa cháy là gặp đêm may. Khi con tàu đi khuất vào một hẻm núi, tôi bỗng thấy một đốm lửa thật. Ánh lửa đỏ rực, lắt lay, chập chờn giữa thung lũng. Hình như một người dân tộc nào đó đã gieo vào lòng tôi một đứa bé xa lạ niềm tin đinh ninh rằng mình sẽ gặp may mắn trong đời